quá. Mẹ mẹ tụi nó ngủ đây với mẹ nhá. Quá đẹp. Như vậy thì cuối cùng mà ngày này cũng đã tới. Hôm nay Thi Chi tròn 38 tuần 4 ngày, là một ngày mà các bác sĩ đã kết luận là mẹ đủ sức khỏe và bạn Thi Chi đủ sức khỏe để có thể gặp nhau rồi. Linh và gia đình của mình thì vào bệnh viện phụ sản từ sáng, đã hoàn thành xong tất cả những thủ tục nhập viện rồi. Và mình sẽ có 3 ngày để nghỉ ngơi ở trong căn phòng riêng như thế này, rất là thoáng mát, rất là sạch sẽ, rất là sáng sủa nữa. Hỏi Linh là có hồi hộp hay không thì thực sự đến thời điểm này nhá, đã bắt đầu thấy hồi hộp rồi. Từ lúc vào viện giờ thấy Thi Chi nằm im luôn, chắc là cũng hồi hộp, sợ các bác sĩ tóm ra để gặp mẹ. Qua những cái hình ảnh, những cái tập siêu âm gần nhất thì mình nhìn mình vẫn thấy là giống ba ấy. Tất cả các nét đều rất giống ba. Hy vọng lúc gặp con thì con có một hai nét nào đó giống mẹ cho mẹ đỡ tủi thân. Một tiếng nữa thôi thì mình sẽ được gặp thiên thần nhỏ của mình, mà thực sự đấy là một cảm xúc rất là tuyệt vời. Muốn chia sẻ với tất cả các mẹ bầu, hãy luôn cố gắng vui vẻ, lạc quan, tích cực trong cả hành trình thai kỳ của mình. Và chúc tất cả các mẹ bầu sẽ có thêm nhiều sức khỏe, đến chiến thắng 10 ngày được gặp thiên thần của mình giống như ngày hôm nay nhé. Hẹn gặp lại con nhé, bye bye nhé. Cảm giác hiện tại của tôi là nó rất là hồi hộp, nó rất là khó tả. Chỉ mong sao là mẹ tròn con vuông, con gái có một sức khỏe thật là tốt và mẹ thật là mạnh khỏe. Bây giờ cảm giác người ta bảo là đúng là gì hồi hộp bằng như chờ vợ đi đẻ. Đây là đúng là cái cảm giác đấy, là thật sự rất là hồi hộp. Và sau 14 năm mình lại có lại cảm giác đó. Hy vọng là mẹ khỏe, con khỏe. Và bây giờ rất là nóng lòng để chờ đón em Kim Chi để trở về vòng tay của ba. Con rất vui vì được đón em Kim Chi. Con mong là em ra đời sẽ mạnh khỏe, không bị bệnh tật gì cả, và em sẽ rất là học giỏi. Và con cũng mong mẹ không bị đau, và con hứa sẽ không làm mẹ thất vọng, không nghịch ngợm, không chơi đùa gì nữa. Và hứa với Chi là sẽ tắm và massage cho em mỗi ngày ạ. Hôm nay con cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được đón em Chi ạ. Con rất yêu em và con yêu mạnh nhất trên đời. Hôm nay con cũng rất vui khi là được đón em, cũng hơi buồn bởi mẹ sẽ phải chịu qua một cơn đau. Và con hứa sẽ không bao giờ làm mẹ buồn. Và khi mẹ về già sẽ chăm sóc mẹ thật tốt ạ. Và sẽ chăm sóc cho em Kim Chi mỗi ngày đều đầy đủ ạ. Hiện tại tôi cũng rất là hồi hộp lắm. Mà rất là lo lắng, cũng rất là yên tâm. Tại vì là em cũng đã đẻ mổ tại bệnh viện mình rồi, đẻ sinh đôi hai anh rồi. Giờ đến em Kim Chi đang ở dưới phòng để chờ, coi như là hồi hộp để chờ để cháu ra, để nhìn mặt, thấy mặt cháu. Rồi thấy em Linh khỏe, cháu khỏe là bà phấn khởi. Thank you.
Bạn đây, bạn đây.